đầu quay. Em phải đứng ở đây. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ chị nói đi. Hiện giờ chị có đang ở quê. Đó. Đó. Ông có được cái này phải là cho thịt luộc vào. Cái này là đồ luộc, còn cái này là thịt quay. Thịt quay sao? Nên cứ để đây thôi. Lấy gì ấy, chị Linh? Đây, tôi đang làm thịt và rau. Đấy, quay sát nó vào đây mới rõ cái miếng thịt ngon hay không này. Đấy, nhìn thấy chưa? Không có được đây. Nhìn cho nó nhìn rõ chị, xong rồi nhìn rõ miếng thịt. Quay nó đi âm không? Đấy, các bạn thấy chưa? Chị tôi đang lớn thịt bò. Mà đây thì lợn thịt bò ấy. Thịt lợn thịt bò. Rồi ơi. Ôi, trời kia. Rồi. Chị tôi làm bàn kia. Thấy chưa các bạn? Để quay thì nhìn cho nó rõ miếng thịt, nhìn rõ người. Tôi rất là đạm đam. Và các bạn nhìn thấy chị tôi. Rồi. Chúng tôi đang ở quê của chúng tôi. Rồi quá. Đây, giờ để lên. Ôi, hello. Thì đang nhớt cái gì? Rồi ơi. Thịt giống thịt bò nhưng không phải thịt bò mà thịt lợn. Chưa làm được. Bà chưa làm được mà em biết em đã làm rồi. Nên là sẽ thu được gì? Tôi đây là bí thịt. Đấy, đồng phốt chưa? Đúng rồi. Giấu bí thịt quá. Đau tôi giỏi quá rồi. Đồng quá rồi. Đây, bà tôi đây. Bà là một người rất là... Ui, các bạn nhìn đây, bí thịt rất là ngon. Nó bị cháy này, cứ dở liên tục này. Không phải ấn. Đấy, đây, bà tôi đây. Bà tôi đây. Bà tôi còn vụng về lắm. Hãy nhờ các cháu nó hướng dẫn đây. Nó đi ăn. Bữa này đã chín đâu mà. Nó đi ăn nhiều nơi rồi, nó biết rồi. Cho nên là đấy. Bên này chưa thể hết. Bố quay đi con. Đã sâu phút rồi nha. Đến đây các bạn biết là từ nguyên vị gì không? Đầu tiên là thịt, hạt tiêu và muối. Sao cái này nó không sôi được? Tôi xin đứng vào đây. Thôi, tôi thực hiện cách. Cái này, anh chưa chín. Nếu mà trồng đi nữa không phải cái nha, là bị cái khó khăn. Thế phút sách thế này.